Quý khán giả thân mến, chào mừng mọi người đã quay trở lại Hấu Chua cùng với kênh YouTube Đá Tai Mèo TV. Và ngày hôm nay thì Đá Tai Mèo TV quay trở lại Hấu Chua để cùng với bà con thực hiện dự án bể nước. Và đồng hành với em Tuân ngày hôm nay thì có em Huy, một người em ở trong nhóm team Tra Vlog. Anh em mình thực hiện thử thách đi lên con đường này nhỉ? Được đây. Em nghĩ hai anh em mình sẽ đi được thôi. Huy là nặng bao nhiêu nhỉ Huy nhỉ? 110. Huy là nặng 110 kg. Em Tuân là 80 kg. Gần thử thách là gần 200 kg để lên con đường Hấu Chua này xem như nào. Quý khán giả có thể thấy là con đường Hấu Chua mà năm ngoái mà anh Trường cũng như là em Tuân cùng với bà con Hấu Chua thực hiện đợt vừa rồi thì Hà Giang cũng như là Hấu Chua nó xảy ra hai đợt mưa lũ rất là khủng khiếp, nhưng mà con đường Hấu Chua thì cũng vẫn đang trụ vững trước những tác động của thiên nhiên. Từ từ thôi em. Lấy đà. Hai anh em thì là cũng hơi nặng cân nên là đi đường này cũng phải rất là cẩn thận. Cẩn thận bốc đầu nhá. Đoạn này là đoạn sợ nhất này. Bốc đầu đoạn này nhá. Không lên được. Chiếc winner của em Huy. Tại winner của chủ yếu hay là tại anh em mình nặng? Nó tại đường trơn thôi. Tại đường trơn. Thôi. Anh đi bộ. Anh xuống nhé. Đường nó dốc mà. Đường dốc quá. Mỗi lần trở lại Hấu Chua này thì cảm xúc lúc nào cũng lâng lâng Huy ạ. Cũng cảm thấy vui nữa, tại vì là khi mà thực hiện xong con đường này thì bà con Hấu Chua thay đổi rất là nhiều. Thay đổi về mọi mặt. Kinh tế cũng như là đời sống. Cháy côn đấy. Cháy côn đấy, không lên được. Đi bộ. Bộ thôi. Cháy côn rồi à? Chưa bị đâu. Để anh em đi bộ thôi nhỉ. Giảm cân. Không lên được nữa. Chú đi một mình đi. Thì mình chắc được. Ừ, đi một mình lên trước đi. Giờ thì cho nó mát bay đã. Còn nó bật còn gió. Hôm cháy côn ở chỗ xá Lủng là bây giờ xe là nó bị yếu ấy. Nó thay đồ chắc thay đồ không tốt, tại vì trên đấy nó thay bỏng ấy. Bỏng, nóng bỏng luôn nhỉ. Sôi ấy, chỗ này nướng thịt được ấy. Chắc là tại vì xe yếu, không phải anh em mình nặng đâu. Xe yếu rồi. Có đường nó dốc rồi. Có đường dốc. Cháy côn rồi.
Hả? Cháy côn rồi. Nào. Sao vừa đi đã cháy được kê? Dốc quá. Và chính xác là chiếc winner của em Huy đã bị ốm. Rồi quyết định quất quốc bộ vậy nhỉ? Bộ rồi. Cắt cái mũ lại. Bây giờ mình đi bộ không sao mà tí nữa về kiểu gì đây này. Không sao, tí anh em mình gọi cứu hộ sau. Đây chính là cái khúc cua huyền thoại mà từ Hấu Chua có thể nhìn ra được hẻm Tu Sản. Hà Giang thì mùa này đang mưa bão nên là lượng khách du lịch cũng giảm nhỉ Huy nhỉ? Giảm đáng kể, với lại mùa này người ta đi biển nhiều ấy. Mùa hè mà người ta đi biển. Ừ, leo được có mấy mét mà đã thở rồi á? Ôi, thở đâu rồi? Không phải mỗi mình chú đâu, anh cũng thở. Đây hình như là mẹ chồng của Mỹ Vlog thì phải. Mua chị đò. Mùa lễ là đi cắt cỏ à, đúng không? Đây là con của Lử này, với cả con của Và này. Đây. Nó tha này. Xin chưa? Ô. Quên rồi à? Không xin rồi, thôi được rồi. Đi ba đi. Vẫn ngại. Tụi này nó vẫn nhớ đấy nhưng mà nó ngại ấy. Theo như là Mỹ Vlog thông tin thì hôm nay mọi người công việc vẫn là đập đá, khai thác đá để mấy hôm nữa thì nghiền bột. Nhưng mà hai anh em Tuân và em Huy thì vẫn quyết định lên Hấu Chua để thứ nhất là khảo sát lại cái chỗ mà hôm nọ mọi người định xây bể nước ấy. Thì khi mà video của em Tuân đá tai mèo lên thì cũng có rất nhiều cô chú anh chị góp ý là cái vị trí mà để xây dựng bể nước ấy thì cái địa chất nó không ổn định, nên là em Tuân cũng muốn lên xem lại xem là cái vị trí làm bể như thế nào, liệu có làm được ở chỗ đấy hay không. Xa xa thì thấy tiếng bà con đang đập đá rồi. Đây cho quý vị khán giả xem lại là đây chính là cái chỗ mà mọi người định làm bể nước ấy. Này mình dẻo vào đây xem cụ thể. Phía bên trên này là con đường rồi. Đường ở phía bên trên này. Thì nếu mà quyết định làm ở chỗ này thì bắt buộc mọi người phải khoan đá và khai thác hết cái phần đá ở chỗ này đi thì mới tạo được cái mặt bằng để mà làm bể. Đây. Nhiều đá to quá. Ở vị trí này thì em cho em lại xây kè ở đây. Ôi dồi, đông thế. Xin chào. Đây là vợ xính đúng không? Đây là vợ xử đúng không? À, vợ chứ nhỉ. Đây, chú Huy đưa ấy cho các cháu. Thôi, cho các cháu tự chia nhau. Nào. Đây, chia cho... Chia cho con nhé.
nha. Chào sứ nhá. Chào mọi người nhá. Xin chào. Máy hỏng rồi à? Thì anh thường bị hỏng, thế bỏ ra đây. Hôm nay có thêm lực lượng phụ nữ à? Được khai thác được nhiều chưa? Ủa, cái này chắc mang nhiên được rồi á, mì nhờ. Xin chào. Đây, mọi người có thể thấy là mấy hôm nhà cho nhỉ? Ba hôm mà khai thác được một khối đá rất là nhiều. Ngày mai đi hàn máy á? Sao bây giờ không đi hàn đi? Để mai nghiền. Anh bảo hay là mình tháo cái kia đi luôn. Ừ. Để xem còn như nào, mai còn nghiền. Xính à, đúng rồi. Cho xính. Ừ, xính. Đi, xính ơi. Đi. Đi tháo ra. Đi. Cờ lê mất hết rồi á? Hết sạch rồi á? Bị vứt còn cờ lê mất chín, nào còn một cái không phải. Bây giờ cứ xuống xem là cờ lê 19 tháo được. Mà một cái không tháo được, phải một cái trên một cái dưới. Thế bây giờ phải đi mua hay mượn? Cái quán ở dưới đầu đường nó có không nhỉ? Kia nó sửa xe đó. Ừ, có. Đi. Ờ, máy khoan nhá nha. Một cái cờ lê đi. Đi xe máy xuống. Nhá. Mượn họ bảo là cho anh Tuân mượn cái cờ lê một tí, xong là tí anh xuống anh quay xuống anh trả. Có một cái hang hay ở trong nhà em á. Là cao kia, áo kia hay không ạ? Cái vị trí mà em muốn, mọi người muốn làm bể nước mà đất cho bố em cho ấy. Ơi. Ở cái chỗ này ấy. Nhưng mà chỗ này... thì đang bảo bàn lại với em là... tại vì mà khi mà anh cái video của anh lên ấy thì cũng có nhiều người góp ý là sợ mình xây cái bể ở cái chỗ này ấy, là sợ đất mình không chịu được. Không chịu được. Ừ. Tại vì bây giờ ví dụ như mình xây cái bể 30 khối hoặc 50 khối nhá, nó là một khối nước nó là 1 tấn. Nhưng mà ví dụ mình xây bể 30 khối hoặc 50 khối nó là 50 tấn cơ. Đúng rồi. Thì anh sợ là chỗ này ấy, của mình ấy là sợ chỗ này sạt lở à? Ừ. Thì anh đang bảo là bây giờ là một là mình thế thì chỗ này trước cũng bảo chỗ này nhưng mà không biết chỗ này có đủ chiều đủ diện tích để làm đúng không, sợ anh cũng sợ chỗ này là không đủ diện tích ấy thì chả lại không có nhà nhỉ, chả không chả cái nhà. Anh đang định là cái phương án là ví dụ như là mình sẽ đổi đất cho chả được không? Đồ đốt trả nhưng mà chút trước em vợ chồng em đã bà đốt trả thôi nhưng mà trả không đồng ý, nhưng đổi đất thì trả là đồ, cũng không đồng ý. Đồ đất sau này trả nó sai rượu, nó suốt ngày cứ lên đồ trừ có tánh. Anh cái trả có thế... có một tí đất ở dưới này nhưng mà đổ dưới trên này cũng đùa nhưng mà trả không đồng ý thì đổ đất cũng sợ không sao. Trả lại không có nhà nhỉ. Anh lên anh gặp trả tí xem mà không. Thế nhưng mà cái
đất là của Trà hay là của mẹ Trà, nhưng mà Trà quyết định đúng không? Nghĩa là Trà bây giờ ở với mẹ nhưng mà Trà quyết định cái đấy đúng không? Mẹ cầm chặn ở nhưng mà Trà quyết định, nhưng mà có phải đưa bố anh ấy đồng ý nữa. Cái này đất của mẹ Trà nó chưa chiêu. Cái này sau này cũng... Anh Lúa có quyết được không? Anh Lúa không đưa đâu. Có anh Cái đấy đi tù, anh Cái ở nhà không ở nhà không quyết định được. Chỗ này thì anh nghĩ là anh sợ không tải nổi ấy. Tại vì khi mà thế mình thì chỗ đấy bổ đi là dưới này, khi mà mình xây một cái bể lên ấy, nước nó đã nặng rồi, xong rồi lại còn thiên nhiên bão lũ nữa. Đúng rồi, lúc nó mưa ấy thì nó sạt xuống thì rất là nguy hiểm. Lúc đấy lại công cốc luôn. Cái này trước thì... bọn ấy cứ nghĩ là dưới này, nhưng mà lại kẹt đá tiết ở này kè công nữa, kè sợ không ổn ấy. Kè sau này nuốt nó nạo quá, nó được nuốt nó nạo quá, nó sợ. Hay là anh bảo anh xem cái chỗ này nó hay nhất này. Chỗ nào? Cái chỗ mà hút chuốt xây đấy à? Cái chỗ này là đất của ai? Chỗ nào? Cũng là của đây Trà. đây vẫn là của Trà đúng không? Bên đấy cũng là của Trà. Đây cũng của Trà đúng không? Đây là của ai? Cũng là của Trà. Đến tận đây vẫn là của Trà luôn á? Thế ngay cái bể này, bể này là của chút, bể của nhà sử à? Nhà sử nó chút là lau nó. Chỉ là nhà sử nó lấy hết cái bể đi vô. Ngay cái bể này sang bên này thì nó của Trà hết. Chỗ này vẫn là của Trà luôn. Khó nhỉ. Tưởng chỗ này của sử thì đổi đất cho sử. Không phải của em à? Vâng. Bọn em cứ nghĩ là phá cái này đi, nhưng mà làm cái mớ, tưởng là làm cái mớ thì không có cái gì đổng nuốt là. Đựng nước thì có thể hỗ trợ xử thêm một cái téc to chẳng hạn cũng được, cái đấy thì không. Nhưng mà không... bỏ cái này đi thì sau này khó tính. Bà cô này sau này khó tính. Lúc mà say rượu thì không có tính, say rượu thì nó suốt ngày cứ lên. Cái nhau nhưng mà, tính cái này. Nhưng mà ý là cái chỗ này vẫn là của Trà gì? Chỗ này vẫn là của Trà. Thế thì không lại không đàm phán không được. Nhưng mà mình xây mỗi cái chỗ này thì bé quá. Đúng không? Rồi. Với cái bể cũ không, chỗ này không bé, xây vào đây luôn. Nhưng mà đây này xây tích xa bên này một tí. Bên đấy cũng xây được, nhưng mà xây xa bên này một tí cũng rộng hơn. Nhưng mà để một con đùa dứa này xây từ đây đi rất là to hơn, nhưng mà cái chỗ này khó tính. Thế thì chỗ này đất của ai? Chỗ này cũng là của Trà hết. Chỗ này cũng của Trà luôn. Khó nhà Trà lại không có nhà. Bây giờ không còn cái chỗ nào mà trước lên gặp Trà thì ấy quá. Trà thì khó tính, lúc mà không say rượu thì nó không có tính, lúc mà say rượu thì nó nhiều khó tính. Có thể không, nhưng mà cải rồi na. Xem lại chỗ này cho ạ. Anh thấy chỗ này, tại vì cái cốt bên dưới nó là đá ấy, khả năng hay nhất chỉ là chỗ này. Đá cũng chắc hơn, làm một cái nát đá thì chắc hơn, nhưng mà sờ nó không đủ diện tích xây cái bể đấy. Diện tích nó hơi hệt hay sao? Cái cốt bên dưới này đá này. Rúa cốt chắc không? Hả? Rúa đá kền hay là đá tử ấy?
Cốt này là đá tự nhiên mà. Tự nhiên á? Đá tự nhiên thì chắc, không sao. Ồ. Ồ, không phải tự nhiên. Cái đá này chút là kề thôi. Anh cũng bảo là cái chỗ mà hôm nào mình làm ấy, chỗ đấy sau này sợ sạt lắm. Cái này cũng rộng mà. Cái này cũng rộng đấy. Là đấy đây luôn, cũng rộng đấy. Được không? Đấy đây luôn mà. Chỗ này có phải đất của bố em không? Có. Bố bảo là phải. Phải á. Phải đất của bố em gì? Ờ, đấy đây luôn. Đất. Bố bảo là làm ở dưới này cũng được. Bố, đấy đây luôn. Nếu mà làm ở trên thì sẽ cắt canh ngô đi cho bỏ ăn. Mà làm ở phía dưới này thì sẽ chặt cái... Anh nghĩ là chỗ này sẽ chắc hơn. Vì cái dưới này nó là cốt đá tự nhiên này. Đây này. Đây. Nhưng cả mà đá tự nhiên đá tự ở đây nhiên. Này. Ở đây này là phải kề thêm một tí nữa. Ờ tất nhiên. Có nghĩa là mình vẫn phải gia cố rồi. Nhưng mà anh nghĩ là chỗ này đá tự nhiên nó là một phiến to này. Khả năng nó sẽ chắc hơn đúng không? Ờ. Đây này. Nhưng mà là ở đây này cũng là không mất công bao nhiêu hay sao đấy. Cái này chỉ có một hòn đá đây này, đầu đây này. Đúng rồi. Khua tí tí thôi. Ừ. Chỗ này chỉ cần phá mỗi cái cục đá này là được, bên trên kia một tí là được đúng không? Ừ. Trên kia phá nhiều lắm. Trên đấy thì phá nhiều, trên đấy có một ít rộng. Ừ. Có một hàng đồng tầm khoảng 2-3 mét thôi. Chỗ đấy thì mất công nhiều. Chỗ này thì chỉ khua mấy cái hòn đá. Phán cái hòn đá này đi là đùa. Hôm trước là cũng tính phương án là đổi đất cho Trà rồi đúng không? Ờ. Nhưng mà Trà vẫn không rồi. Đồng ý. Nhưng mà em Trà không đồng ý. Không đồng ý thì Trà nó... Thế cũng khó nhỉ? Khó tính. Thôi rồi, thế là quyết định làm chỗ này nhá. Ờ. Bộ em cứ quyết định là chỗ này để chỉa bột đá để trên này. Bố ấy tưởng là nghĩ là chuyển bột đá ở trên này thì ở trên khó chuyển bột đá xuống dưới thì đi mua thanh sắt về làm một cái ấy dài ấy thì trên đấy bừa bao thì để đưa vào xuống dưới này chuyển bột đá từ trên kia xuống này thì bừa ngay rồi. Cái cây đấy thì ở trên còn 2-3 người ở trên thì nó buột trong bao thì nó để xuống dưới này. Để trôi xuống á? Ờ. Rồi rồi, cái đấy sẽ tính sau. Ừ. Bây giờ mình cứ tạm thời chốt là phương án là làm ở vị trí này nhá. Thì bây giờ Xính đi mượn cờ lê về xong là tháo máy. Anh sẽ tháo máy mang đi Hàn trước. Ừ. Để ngày mai. Máy rồi anh ạ. Đang tháo à, có đủ cờ lê chưa? Em xin tháo rồi. Đủ cờ lê rồi gì? Cái lê chắc là... Có rồi sao? Em sẽ bảo là anh xuống, em xin tháo rồi. Ok, ok. Đi Huy ơi. Nét tôi lỏ. Ừ, sao anh nha? Bò. Cho hầu lút đã. Ta tự thiệt chỉ tạo phê trên đây thôi. Nhớ là thơ tạo thu xin hả? Tháo lúc tháo sối là máu gì ư? Có đủ độ đồ có đủ chưa? Tháo được không? Chút là anh dễ làm mất hết. Có một quái. Đấy bây giờ giúp nhau tháo ra xong là xem dầu mỡ rồi đủ mọi thứ ấy. Bây giờ nó vận hành được không? Để lâu phết rồi. Gì gần hết rồi nhỉ? Cái này đi nội tháng. Nhưng mà sau khi mà làm đường xong là nó cũng làm thêm bao nhiêu công trình ấy đúng không? Ừ, làm đường. Công lao của nó cũng lớn phết đấy chứ. Theo thời gian thì nó cũng phải mòn, nó hỏng hóc rồi. Bịt cả dép vào đây à? Ừ.
đóng từ bên đây sang như nào. Được. Đây là xính tháo nhanh ấy được hết rồi à? Thiệt rồi à? Nào. Để sách. Từ nhá, tay ấy. Ủa sao? Hả? Cái gì, cái gì? Cái này thùng lố. Thùng lố. Lúc mà nhiều đá thì bột đá thôi. Chảy á, bây giờ thì bây giờ phải hàn hết vào. Ừ, cái này phải hả? Bây giờ... Cái này. Ừ. Cái này không chỉ đùa nữa. Đâu anh xem. Lật lật xuống anh xem. Đây nó mới thủng cả đây đúng không? Cả đây nữa đúng không? Bây giờ phải bảo nó hàn hàn lại, hàn táp lại hết cho mình. Cái này hay bên này nữa, bên này. Cái này mất mấy búa rồi. Hả? Mất mấy búa? Cái đấy búa, cái búa to mà trước à, đi mua thuê cái máy này ấy, đi mua cùng cái máy này thì mất à, còn mấy búa to này, còn mấy búa này. Ý là ai bây giờ anh bảo là cần mua thêm mấy búa? Búa không mua đâu. Là sao không mua? Không mua thì mấy cái búa này có đủ không? Không dùng đùa đâu, cái này. Được không? Không dùng đùa, phải mua thêm. Phải mua thêm mấy búa? Mất thêm xem nào. Sàng vẫn được cái gì? Sàng vẫn được đúng không? Phải đi mua một bê sàn lớn to một tí. Một bên sàn lỗ to ấy? Một bên sàn lớn to, một bên sàn lớn nhỏ thì nhiều. Lúc mà đổ mới chắc. Đổ bê tông là to quá là không không ấy đâu. Không to nhưng mà mua. Phải mua một to quá là nó sẽ bị rỗng ấy. Tầm này là... Tầm này thêm bột chắc là được rồi ha. Này với thêm bột nữa thì chắc là được. Thôi rồi bây giờ xính chở cái này biết chỗ hàn không? Em chở xuống đấy nhé, xong là bảo họ hàn. Nếu mà họ làm được luôn thì bảo làm luôn để mai mình còn ấy nhá. Xong là về thôi, còn đâu. Chắc là tối nay không làm được đâu, cái này phải cắt xong thì đo, đo xong thì phải cắt. Cắt chắc là mày hàm một hai tiếu hay sao ấy, một hai tiếu mới đủ. Cái này chắc là phải không cần cắt đâu á, cắt hẳn đi à? Không, nó phải cắn thế sao? Cắt đi vô. Hàn táp ở đây chứ. Ừ. Nó ghép vào thôi. Hai ba miếng. Thôi được, cứ lai ra chỗ đấy bảo nó làm nào cho mình là được. Cái chỗ mà chút mình mua cái máy. À, chú ông đấy gì? Còn mẹ mang áo tay chú. Ok, chú đây anh quên. Đây là Louis nào thôi này. Louis hết rồi. Cái áo nữa mình hiểu không? Khởi chú không đi. Chú chú chân em. Ô chị. Thế ta chú, ta cần lại bên đây. Ôi dù vậy chẳng hồ. Nhà nào nào? Nhà nào? Này á? Lị đó. Này được, đi được. Buộc bao giờ chưa? Chắc là buộc. Vào trong cái lỗ này chắc đây. Có chắc không? Giờ nó lị buộc chắc giờ. Ô khó lị nhỉ. Để tí anh khác nghiên cứu. Lên làng mông mượn một xe để ông ngồi đẩy về. Thấy. Để biết độ luôn.
Cứ đi chưa cần lấy vội đâu, cứ bảo nó hàn nó điền luôn anh khách giả cho. Đi cẩn thận nhé. Trứng trống. Thế là ngày mai bà con nghỉ gì? Mai bà con, một số bà con nó đi chợ. À. Mưa đồ đạc các thứ thì mai còn một số bà rồi. Con nó ít người nó nghỉ. Ngày kia thì anh tưởng là nếu mà mai làm thì anh ở lại. Còn nếu mà không làm thì anh lại phải về bên kia để hỗ trợ anh Trường. Đường bên kia vẫn đang chưa xong. Thế hai vợ chồng nghỉ nhá. Bên xã Lủng làm đến một nửa chưa anh? Được một nửa rồi. Một nửa rồi. Ngày mai ngày kia nữa là đến đoạn cua thứ 5, thứ 6, thứ 5. Rất là lâu rồi. Bên đây đông người, không như đợt mình. Bên đấy là rất đông mà. Gần 30 người mà hai năm. Thế là hai đội. Hai đội họ làm. Ừ, trừ ngày mưa rồi. Thế anh đi nhá. Anh về nhá. Về thôi, nếu mà ngày kia làm ấy thì ngày kia. Ờ ngày kia anh đi. Ngày mai thì về cho mình. Video của Đá Tai Mèo thì xin được phép kết thúc ở đây. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã luôn luôn yêu mến bà con Hấu Chua cũng như là Đá Tai Mèo TV. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Thị trấn cũng xa phết nhỉ.